Cái này là lập trình CC của trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 ngày xưa tôi học rồi các bạn. Đây là lập trình CC đây. Có mấy cái bài làm đó mà giờ tôi không biết tôi để đâu rồi. Đó. Quy đề gì tùm lum hết trơn, nhiều quá. Đây nè. Thì các bạn coi đi rồi các bạn chụp màn hình lại các bạn ghi lại đi chứ tôi cũng không biết được đâu. Lâu quá rồi. Đi ra trường có học có làm mấy cái quần này đâu mà biết. Cái này là số nguyên n. Còn đây là mảng một chiều, mảng hai chiều tùm lum hết á. Thấy không? Đó, trung tâm ngoại ngữ tin học gì tùm lum. Cái này là cấu trúc vòng lặp. Tôi quay lại để làm kỷ niệm thôi chứ. Tôi cũng đem tỏi sụt gác ha, giờ đâu có học nữa đâu mà già rồi. Quay lại thêm lần nữa đó. Các bạn, đây. Mạng một chiều. Giờ đem đi bỏ đây. Chịu khó tua lại dừng lại bâu lại rồi các bạn lấy giấy rồi các bạn viết mấy cái đề mà hồi đó là ôn thi đó. Hôm nay hồi đó mình tôi thi tôi cũng không biết nhiều điểm đấy, chắc 8 điểm hay vậy. Đây là xây lựng cấu trúc hàm là dương lẻ gì tùm lum hết trơn. Hồi đó ghi bằng viết tay xong rồi mới cho lên viết máy là nó có phần tự luận với phần 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 thực hành nha. Nhưng mà tôi thích ghi tự luận hơn, nó không có sai còn thực hành lắm. Mà sai có một xíu là chết luôn rồi.